vàng 80 kg mà đưa đưa anh lên bọn thì bị đuối á. Nói chung à, đúng à, không, nói chung là sạch sẽ rồi, mát mẻ. Đang siết đấy ha. Đang siết. Hậu Giang Nguyên, tôi xin kính chào quý cô chú anh chị. Hậu Giang chào bà con gần xa. Hậu Giang kính chúc cho quý cô chú anh chị bà con mình xa gần luôn được thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bà con, hôm nay Hậu Giang và các anh em đang có mặt ở xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thì Hậu Giang đến nhà của chú Tư. Chú Tư ở đây là có nuôi một em trăng, mà tại vì là giống như đột biến vậy đó quý cô chú anh chị, em màu trắng tinh luôn. Khoảng 5-60 kg gì đó quý cô chú anh chị. Và chú đặt cho em là tên là Bạch Sa. Nói chung là cái này cũng là độc lạ đó quý cô chú anh chị. Hậu Giang mời quý cô chú anh chị bà con cùng vào nhà của chú Tư để gặp chú Tư. Chú Tư sẽ cho bà con xem là em Bạch Sa như thế nào. Ý, ủa chú để vô đây con thấy hơi chặt quá vậy chú. Tối rồi mà bỏ nó vô đây, đưa vô nhà bỏ ngoài chuồng lụng, mấy thằng phụ hồn nó làm hết con 70 kg. Dạ. Hả? Ừ, Bạch Sa đây. Con tung ra. Ôm sùm con. Sao nó cái này là gì vậy chú? Hả? Cái gì trắng tươi vậy? Sao nó nằm. Sao nó nằm ngộ trắng tươi ta? Trời ơi. Cái con vật lạ. Gì đây? Là màu trắng. Để ra mở ra cô chú anh chị biết con gì nha. Là lát chú ẩm nó lên luôn hả? Ẩm lên rồi mấy đứa nào không được. Không em nói hiền không chú? Đứa nào ẩm không được. À dạ, để hồi con thử con. Hồi mấy anh em mình thử nha. Đứa nào ẩm không được. Quá. Để trong lòng mà ban đêm sợ nó mang cho ăn trộm, nó bắt hết con 70-80 kg rồi. Chú có đặt tên cho em đó không chú? Đặt Bạch Sa thôi chứ có gì đâu. Bạch Sa. Đúng ra. Ra đi em, ra đi. Hứa tiền đâu chú? Hứa tiền đâu? Chúng ra không ơi. Chúng ra không để trong chuồng lớn hay trong phòng này đây. Chuồng lớn kìa rồi, ông mà này nó thằng Phú nó. Thằng Phú nó quay lên rồi đủ mà sợ đủ nó phát hiện rồi nó vô nó bắt. Nó bắt tao hết con 70-80 kg rồi thằng đen. Trời ơi. Con kia là hắc xà. Ừ. Là Bạch Sa. Bạch Sa ra đi con. Một con Bạch Sa tại Đồng Tháp. Đi. Con này dài rất là dài anh em. 3 thước mấy mà. Mà đi luôn. Trời ơi, Phú nó đò 3 thước mấy. Thôi chú ơi. Nhỏ này. Nó ra có nào nó rượt tụi con không? Đồng rượt. Nhiều lắm. Em này tầm khoảng bao nhiêu ký chú? Khoảng 40-50 kg. Từ từ nha. Mắt nó kìa, gà em ơi. Ê, nó khù nghe, nó khù nghe. Chúng ta đông người quá. Ồ, ra chơi với tụi anh đi. Đây mấy anh từ xa xôi đến thăm em nha. Để cho bà con chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Chúng ta. Chúng ta ông ơi. Ra đi con. Ra đi cưng. Ra ngoài tắm đồ để ngoài. Chú bỏ vô cái lưới đó nó bị chày lưng hết rồi kìa. Chú bỏ vô hẹp nó, quá. Cái này là mấy đứa Sài Gòn nó xuống nó mượn nó quay phim đó. Rồi nó máng người cổ nó chạy đường lộ đá nó cào. Trời ơi. Con em nhỏ không? Đúng ra. Mấy con này Tư biết được hai cái không Tư? Cái. Ờ bạch sạc cái. Con này chú thằng trai. Con này chú nuôi lâu chưa cháu? Nữ. Năm. Bạch Sa mà. Ừ. Bạch Sa là nữ. Chiều dài kinh khủng rồi, vũ hoàng không hết luôn. Wow. Này là nặng khoảng bao nhiêu ký chú? 3m33 rồi thằng Phú đó, 3m33. Cái này 1 ngày ăn khoảng bao nhiêu chú? 50 kg. Ăn 50 kg một ngày hả? Ờ nó ăn hả, nó ăn ngày hôm qua nó ăn có mớt 2 con vịt, mớt có lót lòng. Trời ơi. Lót dạ. Nó ăn phải 4 con. Nói chung là lót hay nhỏ chú? Vịt 1.5 kg, 2 kg con. Nói chung là ăn nhẹ nhẹ lót dạ thôi, là 2 con vịt đó. Xương xương là 2 con. À xương xương đó lót dạ thôi. Ông nào mà ôm chụp hình không? Dạ. Con sẽ test, con sẽ chú ôm trước đi, chú ôm trước đi. Trời ơi. Trời ơi. Chú thử đi. À. Chỉnh ra. Wow. Quá trời lực luôn á. Lá anh em vô thử nha anh em. Nói chung là mấy nặng đó. Tụi con đụng được không? Trời ơi, vui không? Từ từ. Anh em cho chú ôm chút đi, chú ôm. Chú ôm nặng quen hơi chút xíu đi. Có gì đâu, trời ơi nó. Chú ôm cái đuôi lên coi. Ồ nặng lắm à. Mẹ lên hết nguyên con nặng. Đúng rồi, lên chỉ có ăn nổi đâu, 40-50 kg. Rồi nặng lắm chứ toàn ngày ông già gồng luôn kìa. Chú ngước lên coi. Giỡn cái đầu ra coi chú.
Chú lấy con được bao nhiêu ký? Khoảng 50 ký. 50 luôn. Ôi. Đó. Cái kìa, anh thắng vô đi. Nó ba thứ mấy đó. Cái màu này rất là hiếm mọi người. Khi bao giờ bạch thấy xa, bạch xa. À, trắng tinh luôn. Có giờ tôi chưa thấy ngoài ngoài đời. Con này có thể là độc nhất vô nhị ở Đồng Tháp luôn rồi đó. Đúng rồi. Hàng hiếm. Nó hiền không chú? Hiền khô nè, thấy nè. Đâu thử tính vô con. Thử không? Để Hậu Văn test trước cho. Hậu Văn vô đi. Cầm máy cho Hậu Văn giùm Tâm. Cả bình thường hả? Cả Hậu Văn là ngon á. Đúc vô, đúc đầu vô. Dạ, đúc vô đâu chú? Nè. Từ từ nó nặng. Đỡ lên, đỡ lại lên đi, đỡ lại lên đi. Chụp vô. Dạ. Nặng không? Dạ, nặng nặng không nào. Nói chung là nặng. Rất nặng đúng không? Em nó hiền quá ba chú. Hiền trời ơi, mình mở cái đầu lên dạ. Nè. Hung hung quá cái hung quá. Hung hung mình giỏi cái. Dạ dạ con không dám. Thì là phải hung hung nó cái. Dạ. Vô tư. Vậy. Không vậy. Không đó. Nói chung là mình trải nghiệm gì mình mới cảm giác là cái khi mà không ở phạt bảo con cái đuôi. Đó. Đuôi gì đâu. Nói chung là ê sao quấn cái giò mới mình đụng vô là mình lạnh chân luôn á chứ ai giỡn đâu. Rồi rồi nói chung là cỡ anh Hậu Giang là được cả năm á. Nói chung là mỗi cực cổ lắm, nặng lắm, nặng 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 là anh đổ mồ hôi hay là anh sao nặng. Nói chung là nói chung là vừa nặng mà vừa sợ. Tôi nghe nè. Mặc đồ con. Trời ơi. Mà lạnh tư ơi. Bỏ nó ra, bỏ nó ra. Nó mắc lạnh hả? Lạnh quá. Giờ nè chồng cái đầu vô ách phải không? Ừ, chồng vô ách. Vô. Ê cái cảm giác mới sao? Nặng ơi. Bỏ đầu lên coi. Cảm nhận cho bà con mình nghe. Mặc đồ con cái đầu lên. Cảm nhận ơi, mình thắng. Cái cảm giác giống như nghe lạnh lạnh rất là lạnh mọi người. Làm như là cái cơ địa của chị. Nhưng mà bạn cảm giác hay là cái do cái à, cái thịt á là cái cuốn vô cái cổ mình á không miếng đây không miếng đây không miếng đây không có gì hết không có gì hết vô tư đi cỡ tháng này cũng được 6-7 tháng à rồi nó cũng lâu à không mà cả bạn chắc tôi nghĩ là chỉ từ 8 tháng mới có đói nữa tại vì xương nhiều lâu tiêu xương to cái loại này rất là hiền mọi người hiền khô là nó có gì đâu hiền lắm. Chú ơi, cái cơ duyên nào mà chú biết tới bạch xà này vậy? Thì có gì đâu thì có mấy thằng bạn đó rồi nó chia lại. Dạ. Chứ mà nghĩ là chú là bạch xà này độc quyền màu này luôn hay là sao chú? Cái đó không biết, mình không biết ai có hay không chứ mà ở đây thì ở tháp 10 mình thì giờ tôi đang tìm ăn giống nó mà không có. Không, con nghĩ là ở nhiều chỗ khác cũng có nhưng mà con nghĩ là ở Đồng Tháp thì chắc hơi bị hiếm á. À, đồng dạ, mình đúng rồi. Chưa thấy. Không biết mọi người nhìn cái con này thì sao nhưng mà trong ánh mắt của anh em ở đây là mới thấy lần đầu. Đúng rồi. Mới lần đầu luôn. Lần đầu tiên rất là lạ luôn. Những cô bác thấy ở đâu thì mình không biết nha. Trời ơi đâu có khoảng không tới nửa kg mà. 5 6 năm nay rồi mà. Thì tức là anh Tư đã chăm nó 5 6 năm rồi. Ủa chú như vậy là nó lớn hết cỡ chưa? Ai biết nữa? Không, nó còn lớn. Không nè. Không xác định được. Không xác định nữa. Như loại này nuôi hoài lớn hoài đó. Còn như là nó to nếu mà tính cho ăn một năm ăn đầy đủ thì nó lớn khoảng từ 8 đến 10 kg. Dạ, trên một năm. À, nếu mà cho ăn đầy đủ một năm từ nó lớn từ 8 đến 10 kg. Anh em nào vô cảm nhận cái hơi lạnh. Không không, bạn cứ đứng đó đi khoảng cỡ 15 phút rồi tại vì đang hỏi chú cái từ lúc đầu vô thì sao vậy? Chưa hết nói rồi. Nán. Ê. Nửa tháng rồi đó. Không sao. Cảm nhận tháng rồi. Nặng quá anh em ơi. Lần hai con, ba con. Vô đi anh em nên trải nghiệm đi. Vô nhé. Mạnh, vô anh cầm máy cho. Anh cầm máy cho. Vô anh em nào, vô anh em nào. Vô. Ồ, con vô đâu. Vô hả? Thôi vậy để em xuống đi. Nó quấn cái chân này kìa. Đúng rồi luôn anh em ơi. Không, áp lực luôn á. Nặng nặng. Hả Tâm đi. Đụng thử à. Tâm thử đi Tâm. Thôi anh ơi. Cho mình đụng vô nó kỳ kỳ lắm. Này đâu, cầm đầu vô coi Tâm đụng. Đó đúng rồi. Đây. Nói không nghe. Đứng vô đây con má đúng. Đứng đỡ đỡ lên, thật vô. Đưa vô tao đút đầu vô. Đút đầu vô. Ê chồng vô cổ, chồng vô cổ. Trời ơi. Thấy sao? Đỡ đầu lên. Chú ơi. Chú ơi. Phải không? Phải không ơi, phải không mới được. Nặng thiệt Tâm ơi. Nặng. Cho cảm nhận, đi. Cảm nhận thế nào? Lạnh sao đó? Cái kiểu lạnh. Không nó sợ ghê quá. Không không mới được. Không cái này giao lưu. Đây, giao lưu. Gì đâu?
Không, em phải không mới giao lưu được em ơi. Chú ơi, nó quán rồi sao? Thì quán cái giò mày thả xuống có gì đâu. Thả xuống đi. Ờ, xuống đi, xuống đi, xuống đi. À. Rồi rồi. À, em cảm nhận thế nào? Em cảm nhận, em cho cảm nhận. Không mà đã được. Hả? Sao? Cô mày ơi, ủ mà hồi đi mình đi tao bắt mệt lắm. Chúng vô mà bắt lớn mà nó kiểu mình vừa sợ mà vừa lạ. Mệt lắm. Đúng rồi. Chú ơi, Phan ấy cho em vô chú, Phan ấy cho em vô chú. Rồi. Phan ấy cho em vô chú ơi. Dạ. Để con lấy nước con tắm em chút xíu coi. Nó tự vô luôn hay gì chú? Tự vô rồi. Nó bò vô, tôi từ từ nó bò vô. Con thấy chú để ngoài này thấy chặt em quá. Không có bị gì, để cho nó tối đem vô nhà. À, phải có nước mình cho em miếng nước ha. Tắm nó vậy. Để con tắm cho em miếng nước nóng quá. Ừ. Số đại đi, em đó em đực bỏ nọc không chịu nhảy đủ thằng đó ốm. Tắm cho em thấy rồi. Tắm. Mát à nè, thấy không? Cảm ơn Hậu Giang liền nha. Cái này ba hái năng lượng ai đi giao. Còn đâu có hái nhiều lắm hái. Nói chung là hồng hạnh không được dạng lắm. Nè uống nước không? Trời uống là gần luôn nè. Thêm bà hái mà mặn nhỏ. À. Mặn này mặn nhỏ. Miếng nước nữa. Phải đậu con hết nước rồi. Đây nè. Múc vô đây. Nói chung là buổi trưa thì tắm là em rất là mát luôn. Mình còn mát nữa. Nó chưa rửa mặt khác, nóng quá. Màu trắng rất là đẹp. Nè, uống miếng nước đi. Cái này nó cũng không phải trắng tinh mà kiểu như nó trắng vàng á. Ờ nó có hơi. Có mà ngã mà màu chưa lột, nó chưa lột. Nó lột nó mới trắng. Dưới này ủa, là chú? Trắng nè. Chú ơi, theo là khoảng bao lâu em nó mới lột lần? Tháng. Một cho, tháng cho ăn non tháng lột lần. Dạ. Mà nãy nghe chú nói là sáng ăn trắng miệng sương sương không là hai con vịt. Hai con là mới có sữa găng. Con 2 kg á. Dạ, 2 kg hả chú? Nó ăn vịt lần con 2 kg. Mình để sống luôn hả chú? Để sống cho nó ăn. Anh Hậu Giang mấy chục ký? À, 80 kg mà xúc mồ hôi. Không phải là vì quá nặng mà vì mình cảm giác nói chung lần đầu tiên. Đúng rồi. Mình trải nghiệm mình cũng lo nha. Lo. Mình cũng lo. Với y vừa quấn cần cổ mình mà cái giò cái đuôi y quấn cái chân mình nữa, mình sợ là không có đường dễ. Cái đuôi nó quấn vô chân. Quấn chặt lắm. Mình có cái hơi cảm giác á. Đúng rồi. Mình thắng thì cảm giác sao? Cảm giác nó cũng hơi tim đập hơi nhanh. Thật ra mà nói. Nó đang ăn vịt nè. Dạ. Qua lấy cho nó đang ăn nè. Dạ. Rồi chú. Nhà nó đang ăn nè. Đó. Đang ăn. Nó đang biết con tới sớm. Ngày qua anh làm hai con. Bây giờ mình cho nó ăn được không chú? Không chắc không ăn đâu. Đói rồi ăn mồi không chú? Hả? Ăn là mắc mồi không? Đâu có mồi, không mồi cứ thôi tắm sạch rồi cho mình vớt cái nữa nha. Ủa hả? Thái ta. Cái con vàng 80 kg mà đưa anh lên con mồi bị đuối á. Nói chung à. Đúng rồi. Không, nói chung là sạch sẽ rồi, mát mẻ. Đang siết đó ha. Đang siết ẩu thật luôn. Ê, có vỏ có cái vỏ má, có vỏ ba má bán cái mận má. À, con rắn bẻ ở dưới đất bẻ hả? Chứ đâu có đi đâu. Ờ, quấn cái chân làm như có cái thế và bắt đầu con chú ơi. Phía sau. Chú. Nói chung là cảm giác á, cái thịt của y á, y cứ gần từ cổ mình, nói chung là cảm giác. Nó gợn theo cái sóng dậy á. Đúng rồi, phạt đầu con. Mình ẩm nữ nghe. Nói chung là nặng nghe 50 kg mà đeo gì cũng hơi đuối nha. Dạ không chừng anh là hứa tiên đó nha. Phải đâu con chú. Hả? Không gì đâu. Thú gì đâu. Nặng hay gì? Dạ. Chút mà hôi trời. Nặng lắm. Đúng rồi. Mà hơn 50 á, năm mấy à? Con nghĩ là cả năm mấy á chú. Không biết được là cái năm ờ, cho nó vô ha. Chưa chú, cho chơi chút, cho em chơi chút với anh em tụi con đi. Lâu tụi con mới lại mà. Nằm chơi chút đi ha. Mình em mình ôm chân mình lại. Rồi khỏi đi luôn đi. Đi cầu hơi đi. Hả? Mình ôm bà xà đi ra quán cầu hơi đi. Với anh Tư cho em hỏi cái tâm ý của anh Tư á. Nuôi em nó vậy là thích nuôi hoài luôn hay là có dự định là nhường lại cho ai đó không? Nếu mà ai cần thì anh sẽ nhường lại 100 trăm cũ. 100 trăm triệu đó. 100 triệu. À, vậy là nhường lại cho chủ nhân mới. Còn nếu mà không thì chú cứ nuôi hoài. Không tới giá đó là cứ nuôi hoài. Dạ. Kiếm chồng cho nó. Bởi vì ở cái Đồng Tháp này chưa có chồng, chưa có trang lực nào. Nói chung là chú đang tiễn phu. À. Tiễn phu cho mà đang tìm hứa tiên đúng không chú? Đúng rồi. Đang tiễn phu cho mà Bạch Xà. Quá trời.
rồi thì như ai có nhu cầu và thích là có ý là nếu mà ai có duyên chứ cái bạch xà này, bạch xà này thì có duyên thì có thể là rước bạch xà này về. À, giá là 100 củ nha quý vị. Nhưng mà chú cũng dặn là sau khi mà quý vị mà có duyên á, hữu duyên á mà rước bạch xà về á thì cũng tiễn thu luôn nghe, tại vì em giờ thì cũng tới tuổi trưởng thành rồi. Đúng rồi. 5 tuổi rồi. 5 tuổi hả chú? Thường là 4 tuổi là tuổi trưởng thành, anh hút 5 rồi đó. Tới thời điểm gả rồi. Đó vậy. Để tiễn thu để duy trì nồi giống. Mấy đứa thành phố nó xuống mà nó quay phim rồi nó chạy xem ra nó máng cổ cái đầu nó thòng xuống nó lôi dưới đường lên nữa. Trời ơi, nó bây giờ nó nhậu mẹ nó xỉn vô bắt đầu nó mượn nó ôm nó quay rồi bạn bè không rồi sao bởi vì làm cái cày cái mỏ nhỏ kìa. Không, cái này là nó trầy đây nè, còn lành nó mọc chứ ý ra từ từ nè. Cái này đó hả? Cái này á, trời ơi, mũi cắn nè, trống lỏng mũi cắn. Chú ơi, tối có văn mùng cho em ngủ không? Không, đụng văn vô đó lù văn. À. Nói chung là mấy bạn nên trải nghiệm cảm giác là để em lên trên cần cổ đây để mình trải nghiệm. Cảm giác như thế nào Tâm? Mạnh dữ không? Thứ nhất vừa mạnh rồi cái kiểu như cái thịt nó lạnh á. À. Cái đùi nó quấn vô á. Hùng Mạnh nãy giờ thấy chưa có trải nghiệm nè. Bây giờ mấy anh em đề nghị là Hùng Mạnh lên với Hùng Mạnh á. Hùng Mạnh là cũng là có duyên lắm nha. Có duyên là cũng như là xe duyên đồ này kia á. Mấy anh cảm nhận đi, giống như Hậu Giang đang xuống hồ nè. Vừa nặng mà vừa sợ. Nói chung là lo. Nhưng mà Hậu Giang ở thành phố Vị Thanh không? Dạ con ở Vị Thanh đó chú. Vậy là bây giờ là chú sẽ gả em bạch xà này phạt đồ con à. Không có anh nữa, ôm em nhẹ nó. Với giá của Hồng Môn là 100 triệu. Nhưng mà gả em nó đi của Hồng Môn là khoảng 100 triệu. Đó. Bên bên nào bên nhà trai nào mà có nhu cầu. Có nhu cầu đem rước em về. Rước dâu không? Rước dâu về. Thì chú có ngại chia sẻ số điện thoại với tụi con không? Dạ, không. Dạ. Ví dụ như có ai muốn ngồi ý gì đó cứ liên hệ với tụi con rồi, với tụi con liên hệ với chú. Vậy thôi. Vậy ok. Dạ. Con sẽ để số điện thoại của chú hồi nãy đọc ngoài đó để lên kênh của tụi con. Rồi. Như vậy con hỏi gì đúng không chú? Tại con thấy em nó mắt hơi đục như vậy là gần tới lục da chưa? Đúng, gần tới lục da. Dạ. Cái lớp da trên bị già. Khi con mắt nó đục nâu là lục da đó. Tại vì hồi trước nhà Hậu Văn cũng có nuôi chăn. Rồi cho nên con thấy màu đen không mà không được gì đâu. Vì là nói chung là độc lạ hiếm luôn á. Bà xã. Dạ, chào cô. Dạ, con chào cô. Dạ, nãy về tụi con tới nựng em nó quá trời luôn cô ơi. Dạ. Thật sự thì cái màu này rất là hiếm. Cái con chăn mình thì cũng thấy hoài. Tâm tính mượn, chúc mượn đi, chở em đi uống cà phê nữa nè. Tính lát đi cà phê nè. Quá, người ta bỏ chạy hết. Rồi, cho em đó, cho em vô đi. Rồi, cảm ơn chia sẻ với tụi em nha. Rồi, còn cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, có gì đâu. Chú anh chị nào là muốn thật sự mà nuôi em á thì cứ lại vô cho mấy anh em. Để nó vô lại nằm cô chú nha chú. Vô nằm. Vô nằm đi em, vô nằm đi em. Đâu con. Vô. Vô phòng. Vô, chung. Sao mình không làm cái lồng đó chú? Đó, ở trong lồng. Có cái lồng. Để bên ngoài ban đêm thì sợ trộm nó bắt. Đúng rồi, sợ bọn ác. 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 Bọn tao bị mất một con 80 kg rồi cũng cái chuồng đó đó. Từng bắt con mấy 80 kg hả Tư? Mà thằng đen chứ không phải thằng này. Vô đi. Ra giờ Tư sợ mới vô đây tối đen như mùng ngày đem ra. Đâu lâu vô. Rồi cảm ơn chú nha. Cậu có gì đâu trời. Dạ. Tư đi chia sẻ. Còn cảm ơn chú nhiều nghe chú. Dạ. Ai có nhu cầu thì cứ điện cho anh em. Gái em nó đi là 100 triệu.